bạn à, số sợi bằng bồn bục mà nặng sinh hạt tuốt bạn thằng này đi vượt bị say càng long bạn các bạn bằng khát tuốt cái trình tàu cần nấu rong thay mai hết này hay cần là cam ca nâng chấm nấu tuốt ngô các bạn nó rùm cầm lặng bay đặt tuốt cho nằm bay mình thay tàu rong thay mai vậy ta nằm bay riệp chấm nó cam thì sắm sập cái buôn nấu hàng mốc nằm bay bạc quất bạc nặng nấu nông khát bạn chính hay bằng thông mà tivi hoặc chun mong muốn tác sản an tích bạn quan ngài cũng thơm tivi xin chào cô chú anh chị các bạn yêu mến ghe ngô bữa nay ghe ngô càng long hà thủy đưa vào nhà mới mà trại mới thì dẫn động viên anh em thì cũng lại tiếp sức chuẩn bị cho chuẩn bị cho mùa giải 30 tháng 4 sắp tới đó mọi người. Thì vậy mời cô chú anh chị các bạn yêu mến ghe ngô cùng theo dõi với Dũng Thơm TV bạn những hơi em phòng thông mà TV cả xong cho anh chị ta phòng ôn những thằng học nên nó test lại cho mọi cùng phòng thông TV bạn thì mở test thằng mày nó sạch dạng na vậy xin mời cô chú với anh chị mình cùng theo dõi Dũng Thơm TV mời xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhắc lão bạn mà dọn ra mà phát triển cái
bị mệt rồi đấy. Bây giờ tới khâu bắt đầu chuẩn bị kéo vô trại mới nè mọi nhà mới đó, thì bọn Thơm cũng cố gắng chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Bà đã lâu bông ôn chô là nồng ruộng tuột thầm ấy vậy ta, mười lâu đó có hơi cầm sót đây. Nên đồ thác cầm lặng xăm kia hay nọc lệnh nó có ách nâng cho lòng phát nữa. Chừng ngày xôm cho người ta dân tiết sản. Thêm thích bà như vậy, xin mời cô chú với anh chị mình theo dõi thêm. Bây giờ chuẩn bị vào tới trại mới nè mọi người. Xin mời mọi người cùng theo dõi nha.
bây giờ đã tới chạy ga Ngô mới rồi mọi người, thì Dũng Thơm cố gắng review cho cô chú anh chị các bạn yêu mến ga Ngô và cùng đồng hành với Dũng Thơm TV. Dũng Thơm TV cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ, thật bình an. Bà ta là lầu tu của bạn chùa đạo Hồng Quan Mây, ta đã đặt Mây hết những con thông TV là xôn họ quân thì ta một ngày sau đó sẽ chăm lại chùa đạo Hồng kinh con thông TV nữa. Hay vậy ta vừa check vừa lại vừa subscribe con thông TV không được vậy, từ lúc bạn video thông Mây tiết bạn đã chân ngay con thông TV là xôn họ quân tâm người chạy mới đúng không, rất là đẹp luôn. Người cũng thơm xin chào tạm biệt tất cả mọi người yêu mến Ga Ngô. Thông thường mà sẽ có các review tiếp cho cô chú anh chị mình xem. Bạn chẳng hạn vòng thông mà xong họ cũng dị tạc nghe là chú ý ông thông kênh vòng thông TV bạn đã xong họ cũng